Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 11 giờ 45 phút trưa nay, ngày mùng 4 tháng 5, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phát hiện và xác định được vị trí tàu cá NA 4611TS bị chìm trên biển. Vị trí tàu chìm tại tọa độ 19 độ 10 phút N, 105 độ 49 phút E, từ cửa lạch ra khoảng 5 hải lý. Do vị trí tàu chìm nước sâu, các lực lượng cứu hộ đang triển khai thợ lặn kiểm tra, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển huy động lực lượng phương tiện phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương người dân và các lực lượng liên quan tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích